Hello mọi người, welcome to Minh Nguyễn Design. Hôm nay anh Minh và Uyên quay trở lại Hà Nội với một dự án mới nhất của team Minh Nguyễn Design, sở hữu view triệu đô mà sẽ được bật mí ngay sau đây. Và giới thiệu với các bạn lần này, đề bài mà chúng tôi nhận được là một tòa nhà 8 tầng với yêu cầu của gia chủ là 3 tầng trên cùng sẽ là không gian sinh hoạt riêng cho gia đình mình. Ngoài ra 5 tầng dưới sẽ là khu vực chức năng cho thuê và kinh doanh. Vị trí mình đang đứng đây là không gian sinh hoạt chung của toàn bộ gia đình, bao gồm khu vực phòng khách, bếp và bàn ăn. Tất cả đều được thiết kế không gian mở, liên thông với nhau. Và phong cách chủ đạo chúng tôi thiết kế đến cho gia đình này là phong cách hiện đại. Tuy nhiên ngoài ra để phù hợp với sở thích của anh chị chủ nhà thì không gian còn được thiết kế mix thêm một số những cái chi tiết phào chỉ cổ điển nhẹ nhàng để cho không gian nội thất được trở nên mềm mại và duyên dáng hơn. Tông màu chủ đạo của căn hộ này là màu xám ghi. Tuy nhiên thì team Minh Nguyễn Design có đưa vào những cái yếu tố điểm nhấn và có lựa chọn riêng dành cho chủ nhà. Ví dụ như là vật liệu để bọc nội thất hay là sơn cho phần kệ tủ, nó sẽ là cùng tông màu với cả phần thảm là có màu xám ghi và kết hợp với cả một chút điểm nhấn màu vàng, và mình có thể thấy lặp lại cái màu đấy ở trên phần gối decor. Thì từ những cái phần nội thất chính như giường, tủ, ghế, sofa đến những cái phần trang trí nhỏ hơn là gối decor này hay là bàn trà thủy tinh ở đây, các bạn có thể thấy là đều lựa chọn riêng dành cho căn nhà này. Khu vực bếp được chia làm 3 phần với chức năng riêng biệt: hệ kệ tủ đồ khô, khu vực nấu nướng và phần đảo bếp làm điểm nhấn. Các bạn có thể thấy ở đây là điểm nhấn của khu vực đảo bếp này là ngoài phần thiết kế với tông màu gỗ sơn theo màu chủ đạo của căn hộ, thì toàn bộ phần đảo, phần vách, ốp bếp là được chúng tôi sử dụng là thiết kế cái tấm đá thạch anh nguyên khối, và cái đá thạch anh này là màu xám ghi với những cái vân nó rất là sâu đẹp, và cái đá này nó rất là tốt để mình sử dụng cho bếp mình. Ngoài ra một cái điểm đặc biệt là điểm nhấn của khu bếp này chính là hệ ốp tấm inox màu đồng và có các cái chi tiết gợn sóng, thì ở đây nó trở thành một cái điểm nhấn mặt dựng rất là đẹp và ấn tượng cho khu vực đảo bếp. Bàn ăn với mặt bàn đá thạch anh nguyên tấm dài 2,5 m, có thể ngồi từ 8 đến 10 người, rất là phù hợp với cả gia đình nào mà thích mở party tại gia. Và với vị trí này phóng tầm mắt ra cái view triệu đô kia thì quá tuyệt vời các bạn ạ. Và bây giờ tôi sẽ đưa các bạn vào tham quan khu vực phòng ngủ master. Chắc chắn đây sẽ là khu vực mà mọi người đang mong chờ nhất. Bước vào phòng ngủ master thì đầu tiên sẽ là khu vực walk-in closet, mà các bạn có thể thấy ở đây là hai bên của khu vực này là các hệ tủ cao đụng trần với đầy đủ chức năng mà các chị em hằng mơ ước. Ở đây các bạn sẽ có thể tha hồ treo từ các quần áo cao tầng trên, tầng dưới, cũng như là các phần váy dài xuyên suốt 2 tầng. Ngoài ra thì khi mà chúng mình thiết kế không gian nội thất cho bất kỳ khu vực nào cũng đều phải lưu tâm đến các thiết bị chức năng mà chủ nhà mong muốn để tích hợp vào. Ví dụ như ở đây thì là sẽ phải sắp xếp một cái khu vực không gian để đưa vào cái phần tủ sấy phục vụ cho nhu cầu của anh chị mà rất là phù hợp với cái thời tiết ở Hà Nội. Và chính giữa khu vực walking closet thì chúng mình sẽ đặt bàn trang điểm với phần gương rất là lớn, sử dụng hai dải LED đặt song song ở hai bên tạo ra ánh sáng cân bằng hài hòa cho các chị em làm đẹp mỗi ngày. Chính giữa phòng walking closet được đặt một chiếc đôn dài được bọc vải gấm với họa tiết bức tranh mùa đông tông màu trắng kim. Điểm nhấn này làm hài hòa lại không gian trầm tối của khu vực walking closet cũng như là phòng master. Và các bạn có thể thấy ở đây chúng tôi thiết kế một cái hệ cửa lùa để ngăn cách
khu vực phòng ngủ và khu vực phòng walk-in closet khi cần thiết, với một cái hệ kính full từ dưới lên trên thì chắc chắn là các chị em sẽ rất là thích. Với không gian phòng ngủ riêng thì mình sẽ muốn một cái gam màu trầm nhẹ nhàng với những ánh sáng từ các đèn spotlight làm cho không gian trở nên huyền ảo và màu sắc ấm áp hơn. Với cái phần vật liệu của phòng ngủ này thì các cái màu ở tông tối như là phần giấy dán tường màu nâu ánh kim bạc kết hợp với vách đầu giường được bọc vải như một lớp lông của con mèo mà màu xám ghi. Thì cái vải này á, nó có đặc biệt là đây là một cái loại vải công nghệ mà khi mà có bị các cái vết bẩn như là dù là nước tương, nước mắm thì các bạn cũng có thể dễ dàng mà sử dụng nước lọc để lau qua là nó sẽ sạch. Hai bên phần đầu giường thì sẽ là các cái thiết kế tủ đầu giường đầy đủ công năng từ ổ cắm, công tắc điều khiển đèn ở ngay phía trên. Các cái tủ đầu giường này á, thì các bạn có thể thấy là các cái chi tiết ở đây tụi mình làm rất là có chiều sâu từ phần inox kết hợp với gỗ và kết hợp với mặt đá thạch anh. Không gian phòng ngủ được ngăn làm hai với cái thiết kế một cái kệ tủ trang trí là một phần đảo ở giữa của phòng ngủ. Cái thiết kế tủ này sẽ tạo nên một cái không gian di chuyển xung quanh, ngăn cách giữa không gian phía trước là phòng ngủ và phía sau là khu vực WC. Thì để mà mình tận dụng được cái không gian và chức năng thì cái hệ tủ này mình đã thiết kế mặt trước là sử dụng cho chức năng TV và mặt sau kết hợp sẽ là các cái phần kệ mà ở đây có thể để nước hoa, túi, tất cả những cái đồ dùng cá nhân mà gia chủ mong muốn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Hãy like và subscribe để tiếp tục theo dõi các công trình của Minh Nguyễn Design. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.